Bên cạnh nội dung hay thì độ ăn ý của các cặp đôi trong phim còn là một yếu tố quan trọng để thu hút khán giả. Theo dõi màn ảnh VTV 2021 vừa qua, có rất nhiều couple đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Và dưới đây là top 15 cặp đôi ấn tượng nhất thời gian vừa qua. Bích Ngọc, Sĩ Hưng, Hương Vị Tình Thân. Sĩ Hưng và Bích Ngọc đều là hai diễn viên trẻ được góp mặt ở Hương Vị Tình Thân, dù không phải đảm nhiệm vai chính nhưng cặp đôi cũng đã khiến khán giả phải nhiều lần hao tâm tổn trí với chuyện tình đầy sóng gió và trái ngoe của mình. Ngoại hình của cặp đôi này đều tươi trẻ và đầy cuốn hút, trông vô cùng xứng đôi. Họ đã cùng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng yêu trên phim. Tuy nhiên, sự mãnh liệt trong tình yêu đến mức bất chấp cả gia đình của Dũng và Diệp lại chưa được hai diễn viên thể hiện rõ. Quỳnh Cun và Công Dương, Hãy Nói Lời Yêu. Quỳnh Cun và Công Dương cũng là một cặp đôi trẻ sở hữu visual cực ưng ý. Về diễn xuất, cả hai có phần nhìn hơn hẳn Bích Ngọc và Sĩ Hưng. Màn hợp tác ở Hãy Nói Lời Yêu cũng là lần thứ hai họ đóng cặp, thế nên Quỳnh Cun và Công Dương phối hợp khá ăn ý. Quỳnh Cun với vai Mi Mộng Mơ và anh chàng Công Dương trong hình tượng Phan Keo Kiệt đã dành tặng cho người xem một chuyện tình lãng mạn và cũng có rất nhiều phút giây dí dỏm. Tuy nhiên, cả hai nhân vật đều được xây dựng quá bi kịch, có hoàn cảnh quá éo le, thế nên khi xem phim không tránh khỏi việc cảm thấy nặng nề, nhàm chán. Ngọc Anh Anh Tuấn, Phố Trong Làng. Ngọc Anh vai y tá Ngọc và Anh Tuấn, vai nam, là cặp đôi chính của tác phẩm Phố Trong Làng. Cả hai diễn viên đều thể hiện rất tròn trịa nhân vật của mình. Ở nam, toát lên vẻ mạnh mẽ, cương nghị cần có ở một chiến sĩ công an. Còn ở Ngọc, dáng dấp của một cô gái trẻ đầy bản lĩnh và cứng rắn. Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện tình cảm thì cặp đôi Ngọc, nam lại chưa mang đến nhiều cảm xúc. Có lẽ điều này đến từ cách xây dựng tính cách nhân vật. Chuyện tình của Ngọc Nam thuộc kiểu mưa dầm thấm lâu nên tiến triển chậm và vì thế có phần nhạt hơn một số cặp còn lại trên phim. Đức Hiếu Minh Thu, Phố Trong Làng. Ở bộ phim Phố Trong Làng còn có một couple khác để lại nhiều dấu ấn. Đó là Đông, Đức Hiếu và Hải Bán Quạt, Minh Thu. Từ những tập đầu tiên, cặp đôi này đã khiến khán giả phải đặc biệt chú ý đến với những màn thả thính cực đáng yêu và ngọt ngào của mình. Sự thật thà ngây ngô của Đông cộng thêm tính cách trẻ con của Hải đã giúp cả hai chiếm trọn spotlight, thậm chí lấn lướt luôn cả cặp chính của phim. Tuy nhiên về sau, cặp đôi không còn giữ được độ hát ấy mà ngược lại, sự ích kỷ, bướng bỉnh của Hải còn khiến nhiều khán giả phải khó chịu. Bảo Anh Lương Thu Trang, Mặt Nạ Gương. Mối quan hệ từ tình bạn đến tình yêu của Hoa, Thu Trang và Tùng, Bảo Anh đã thực sự tạo nên một điểm nhấn thú vị cho một tác phẩm hình sự như Mặt Nạ Gương. Xét về tính cách và cả ngoại hình, Hoa và Tùng đều xứng đôi đến bất ngờ. Trong khi cô là một nhà văn truyện trinh thám thông minh, bản lĩnh thì Tùng lại là một chiến sĩ công an dũng cảm. Cả hai đều trông vô cùng ngầu lòi là, thế nhưng diễn những cảnh tình cảm vẫn khiến người xem phải rung rinh, tan chảy theo. Đây là một điều rất đáng ghi nhận. Chỉ tiếc là vì Mặt Nạ Gương thuộc dòng phim điều tra, những cảnh lãng mạn của Hoa và Tùng khá hạn chế nên chưa thể đặc sắc và tạo nên hiệu ứng lớn bằng những cặp chính trong nhiều dự án khác. Trên đây là 5 trong top 15 cặp đôi có màn thể hiện tuyệt vời nhất trong năm 2021 vừa qua. Bạn có cảm giác đặc biệt gì về những couple này không? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.